Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay Thịnh cầm một cái máy sấy tóc mà rất là hân hạnh được lần đầu tiên làm cái thương hiệu này luôn anh em. Máy sấy sắt đây ha, máy sắt tay từ nước ngoài về, sử dụng điện 110 của anh sếp người nước ngoài và cắm về Việt Nam, cắm lộn điện Việt Nam 220, nổ cái bụp luôn đó. Giao cho anh tài xế đi sửa máy giùm, thì anh tài xế liên hệ với mình và hiện tại thì rất là vui khi mà sửa máy được cho anh. Rồi chúng ta cùng test máy nha. Anh em nào mà sửa máy sấy quen, anh em nghe cái tiếng rít này, anh em sẽ thấy nó rất là giống với lại máy Dyson. Máy Dyson là cái tiếng gió rít đặc trưng như thế này, và con sắt này là nó tạo ra được y chang cái luồng gió đó luôn. Đó, luồng gió đặc trưng, và nó cũng có hai cái nấc chỉnh nhiệt và chỉnh mức gió y chang như Dyson luôn anh em. Đó, rất là cao cấp. Thật sự những cái máy sấy cao cấp này nói thật với anh em là mình rất là thích luôn nha. Bởi vì nó cái công nghệ của nó cho mình cái cảm giác được sửa những cái món đồ mà công nghệ cao đó, đó là cái niềm yêu thích của bất kỳ một kỹ thuật viên sửa chữa nào. Rồi máy sấy mà cắm lộn điện thì chắc chắn là bị nổ trên cái bo mạch rồi, thì Thịnh đã vận dụng những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà sửa Dyson đó, mình bê qua cái con sắt này và nó đã thành công ha. Quan trọng nhất đối với những dòng máy sấy này, chỉ cần anh em đừng có làm đến nỗi là cháy motor, thì tất cả những lỗi từ đơn giản đến phức tạp nhất và bo đó, Thịnh đều có thể xử lý cho anh em. Và đừng có sửa vọc vạch cái gì sai cách ở trên đó là mình cứu được hết. Rất nhiều cái máy anh em đem qua, anh em sửa bậy hoặc là đưa đi đâu người ta không biết, sửa sai cách thì nó không cứu được. Bởi vì những cái máy này không có chỗ để cho chúng ta mà thử nghiệm, chúng ta chuột bạch đâu. Một cái máy nó quá hiếm linh kiện như thế này thì chúng ta phải làm chính xác ngay từ đầu và rất là hiểu biết về nó thì chúng ta mới nhận làm. Chúng ta chế cháo, chúng ta làm bậy làm bại là chỉ là phá máy thôi. Đó là thật sự là cái kinh nghiệm của Thịnh về cái cách mà sửa những cái máy cao cấp như thế này. Để mà Thịnh ngồi ở đây nói với anh em những vấn đề này thì anh em của mình đã trải qua rất là nhiều xương máu trong cái vấn đề sửa những đồ cao cấp này, nghiên cứu ngày đêm ha. Đi săn lùng linh kiện rồi tổng kết rồi đủ thứ hết mới làm được những cái máy này. Rồi anh em nào đang sử dụng dòng máy sấy tóc này thì Thịnh lưu ý với anh em có hai nguyên nhân chính gây lỗi. Thứ nhất, ngoài cái việc chúng ta cắm lộn điện thì anh em biết rồi, chắc chắn lỗi rồi. Thứ hai đó là chúng ta sấy liên tục quá lâu. Đó, nhiều anh em chúng ta đây là máy sấy gia đình mà anh em dùng để cho sấy cho thú cưng cũng có nữa. Đó, những cái bộ lông của thú cưng chó mèo rồi thì nó dày hơn rất là nhiều, tốn thời gian sấy rất là lâu và anh em sấy liên tục quá lâu dẫn đến quá tải, nổ bo. Đó, gây mất nguồn hoặc là yếu nguồn, chạy một xíu tắt. À, đó là những cái lỗi, cái nguyên nhân gây lỗi cũng rất là thường gặp. Và cuối cùng lại, một cái nguyên nhân nữa, đó là khi mà chúng ta sấy hoặc là chúng ta sử dụng, chúng ta để lọt nước vào trong những cái họng gió, đó, nó hút nước vào, nó gây chạm chập cháy bo. Rồi anh em sử dụng những dòng máy sấy cao cấp này lưu ý cái vấn đề đó ha, để thiết bị luôn bền bỉ. Ok anh em, nếu anh em nào đang sử dụng dòng máy sấy tóc sắt này hoặc là bất kỳ cái thương hiệu đồ điện gia dụng nào mà do sắt sản xuất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình qua cái video clip này là video clip mở màn và sau đó mình sẽ tiếp tục đào sâu nghiên cứu về cái nhãn hàng này. À, bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp anh em cứ liên hệ ha. Đối với Thịnh quan trọng nhất là sửa một cái máy mà anh em cảm thấy hài lòng chất lượng và anh em biết được những cái nguyên nhân gây lỗi để ít gặp hư hỏng hơn, đó là cái thành tựu của mình. Rồi bye bye anh em.